tiếp theo, bây giờ mình sẽ sử dụng một chút cái màu da này, mình tô vào hai bên lòng trong của cái phần tai của chú Hà Mã nha. Và cuối cùng là cái mắt, mình sẽ dùng màu đen, mình tô vào hai bên mắt và lỗ mũi này. Sau khi mình tô xong cái phần hai bên mắt và lỗ mũi của chú Hà Mã thì mình sẽ viền luôn cái phần mũi miệng này, nhìn nó nổi bật hơn nhé. Vậy là mình đã có một bức tranh vẽ một chú Hà Mã rất là đáng yêu như thế này. Video hướng dẫn vẽ tranh hình chú Hà Mã từ màu sáp của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt. Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc quạt có gắn hình chiếc nơ từ giấy thủ công như thế này nhé. Còn bây giờ cùng mình thực hiện nào. Để làm một chiếc quạt có gắn hình chiếc nơ trang trí bằng giấy thủ công như của mình thì các bạn cần chuẩn bị giấy thủ công màu đỏ, giấy thủ công màu xanh nước biển, một tờ giấy thủ công loại mỏng có màu xanh lá như thế này, một chiếc bút chì, compa, kéo và một vật dụng không thể thiếu, đó là chiếc súng bắn keo nến này. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ trên thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên, mình sẽ dùng compa để vẽ một hình tròn trên cái tờ giấy màu xanh nước biển này. Ở trên cái phần giấy này, các bạn sẽ mở cái bán kính của compa ra. Tùy theo cái kích thước của chiếc quạt mà các bạn mong muốn thì các bạn sẽ quay cái bán kính của compa như vậy nhé. Ở đây thì mình sẽ làm một chiếc quạt có cái phần nan quạt tương đối to này. Mình sẽ vẽ một cái hình tròn có kích thước tương đối to ở trên cái phần giấy màu xanh nước biển này. Sau khi vẽ được cái hình như thế này thì bây giờ mình sẽ dùng kéo để cắt cái hình tròn này của mình ra khỏi tờ giấy nhé. Mình sẽ cắt theo cái nét bút chì của mình đã vẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng kéo, mình cắt cái hình của mình ra như thế này. Cái hình này mình sẽ dùng để làm phần nan của chiếc quạt nha. Sau khi vẽ được cái hình tròn và dùng kéo để cắt ra thì ở đây mình đã có một cái hình tròn màu xanh nước biển để làm phần nan của chiếc quạt như thế này. Bây giờ để làm hình một chiếc nơ trang trí lên trên cái hình tròn này thì chúng mình sẽ sử dụng cái giấy thủ công màu đỏ này nhé. Trên cái tờ giấy màu đỏ của mình gấp một cái cạnh của tờ giấy lại để có thể lấy được một